Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính trường rõ ràng vì sao khả năng phe nghệ tỉnh lật ngược thế cờ là điều có thể Chính trường Việt Nam trong thời gian gần đây, theo giới quan sát, nếu chỉ đánh giá dựa theo bề ngoài sẽ khiến nhiều người tưởng rằng đã hạ nhiệt sau một thời gian dài đấu đá quyết liệt Nhưng thực chất vẫn tồn tại những cơn sóng ngầm với sự vận động ráo riết của các phe cánh trong nội bộ đảng Đây là thời điểm sóng yên biển lặng trước một trận cuồng phong dữ dội sắp nổ ra và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh cuối tháng 6 năm 2024. Những chỉ dấu cho thấy với các chuyến đi Trung Quốc bất thường và dày đặc của Thủ tướng Chính với ba chuyến đi trong vòng chưa đầy một năm để ý kiến Chủ tịch Tập Cận Bình, thì chưa chắc Trung Nam Hải sẽ chọn Tô Lâm để thay thế tổng trọng. Theo đó, phải đợi Trung Quốc có mời Tô Lâm sang thăm chính thức với vai trò chủ tịch nước vào thời gian sắp tới hay không. Ngược lại, có thông tin cho rằng Phạm Minh Chính là một nhân vật được Bắc Kinh nuôi, từ thời còn làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh năm 2011, nên khả năng khá cao ông Chính sẽ được Trung Quốc chọn và ủng hộ để trở thành người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam. Và để đảm bảo cho sự an toàn và chắc chắn đối với phương án Phạm Minh Chính, một nguồn tin nội bộ tiết lộ cho thời báo chấm đề biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện đang sống tại nước Đức và được bảo vệ nhiều lớp, kể cả lực lượng của Tổng cục 2 và cả nước Đức chủ nhà với lý do được cho là bà Nhàn dứt khoát không thể bị bắt đưa về Việt Nam vì sẽ vỡ ra rất nhiều quan chức cấp cao có liên quan tới bà Nhàn, đặc biệt là Phạm Minh Chính. Ngoài ra, bà Nhàn được cho là nắm giữ nhiều bí mật quân sự và các hợp đồng mua bán vũ khí của Bộ Quốc phòng với nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, phía Cộng hòa Liên bang Đức cũng đã cảnh báo Công an Việt Nam chớ có liều lĩnh bắt cóc một lần nữa như vụ Trịnh Xuân Thanh trước đây. Và đây là hình Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm cựu Bộ trưởng Công an. Vẫn nguồn tin nội bộ cho biết, mạng lưới theo dõi tình báo của Tổng cục 2, rải dọc biên giới các tỉnh phía Bắc đã báo cáo về trung tâm nhiều thông tin liên quan đến các hoạt động do thám, tình báo của phía Trung Quốc. Nhưng gần như các báo cáo đó đều bị lờ đi, không được xử lý theo quy định. Với lý do theo nguồn tin đánh giá, lãnh đạo cấp cao sợ làm Trung Quốc phật ý. Được biết, sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện vào trung tuần tháng 9 năm 2024 đã khiến cho ban lãnh đạo Bắc Kinh hết sức cay cú. Với lý do Trung Quốc chỉ muốn Việt Nam trở thành một quốc gia vùng đệm như Bắc Triều Tiên, luôn phụ thuộc vào Trung Quốc, sống lây lất và không phát triển. Điều đó đã dẫn tới tình trạng các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hiện nay được đánh giá như cá mè một lứa, không ai chịu ai, nên đã đưa đất nước vào tình trạng khá hỗn loạn với nền kinh tế kém hiệu quả gần như tê liệt bởi các quan chức né tránh trách nhiệm. Đó là chưa kể tới tình trạng các lãnh đạo cấp cao của đảng đang hết sức lo ngại về khả năng nhiễm bệnh lạ giống như ông Nguyễn Bá Thành, ông Trần Đại Quang trước đây, hay ông Lê Văn Thành và ông Nguyễn Chí Vịnh gần đây. Nguồn tin cho hay Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh do biết quá nhiều các bí mật tài đình trong nội bộ cấp cao nên đã bị ám sát bằng chất độc. Nguồn tin cho biết bất kể ai chỉ cần ngồi vào cái ghế được làm thuốc sẵn là dính độc nhưng sẽ không chết ngay mà vài tháng sau mới chết theo kiểu mắc bệnh tự nhiên và không thể cứu chữa được. Và đây là hình tổng trọng và ông Vương Đình Huệ. Nói về lý do vì sao kế hoạch tảo thanh của Chủ tịch nước Tô Lâm với phe nghệ tỉnh bị chững lại và không tiến triển. Nguồn tin cho biết cách đây khoảng một tháng, phe nghệ tỉnh bao gồm lãnh đạo và cựu lãnh đạo cấp cao của Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt hai lần ở Hà Nội và Sài Gòn để bàn tính kế hoạch phản pháo chống lại Tô Lâm và phe cánh. Cuộc họp phía Nam do đích thân của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì. Hàng loạt các diễn biến vừa kể cho thấy quyền lực của Tô Chủ tịch và phe công an có thể không thuận bườm xuôi gió là điều có thật. Đồng thời không thể loại trừ khả năng phe nghệ tỉnh với sự hậu thuẫn của Bắc Kinh có thể lật ngược được thế cờ để quay trở lại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin chính trường rối ràng vì sao khả năng phe nghệ tỉnh lật ngược thế cờ là điều có thể. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt giả sư để vào Úc Ngày 3 tháng 7, AFA tiếng Việt loan tình bắt 3 người trong đường dây đưa người đi Úc lao động trái phép dưới vỏ bọc nhà sư. Theo đó, ba người trong đường dây đưa người sang Úc lao động trái phép dưới vỏ bọc nhà sư vừa bị công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ. Cụ thể, AFI dẫn truyền thông nhà nước cho hay, công an tỉnh Hà Tĩnh trong ngày 2 tháng 7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Hằng, ngụ tại quận 7 Sài Gòn về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức Đậu Thị Khuyên tại Hà Tĩnh về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Nguyễn Văn Khánh ở Đồng Nai về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Và đây là hình bài trên AFA. Theo AFA, Công an Hà Tĩnh cho biết, từ cuối năm 2023, Công an đã nắm được thông tin có một số nghi phạm lợi dụng việc các cơ sở Phật giáo ở Úc thường xuyên tổ chức các khóa tu học dành cho Phật tử trên toàn thế giới nên đã móc nối tổ chức cho nhiều công dân ở các tỉnh thành trong nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Bạc Liêu, Sài Gòn để trốn sang Úc lao động trái phép với thủ đoạn làm giả hồ sơ nhà sư. Chi phí mỗi lượt đưa đi thành công là 300 triệu đồng. AFA cho biết vào đầu năm 2024, công an phát hiện Khuyên, Hằng và Khánh tổ chức cho Hồ Văn Thình ở Nghệ An sang Úc lao động theo đường dây trên. Theo thỏa thuận, khi thành sang đến Úc, nhóm của Hằng sẽ cho người đón thình và sắp xếp công việc làm nghề nông tại Úc cho ông. Để thực hiện hành vi trên, nhóm của Hằng yêu cầu thình cạo đầu, mặc đồ tu hành đến chùa Kim Quang ở Đà Nẵng để chụp ảnh giả mạo. Sau đó, Hằng liên hệ các cơ sở tôn giáo ở Úc để xin thư mời cho thình với pháp danh Thích Giác Ngộ và đang tu hành tại chùa Kim Quang. Nhóm của Hằng cũng đã liên hệ với Nguyễn Văn Khánh ở Đồng Nai nhờ làm thay đổi hình ảnh, chân dung trên căn cước công dân của thành thành Phật tử theo Phật giáo. Tuy nhiên vẫn theo AFA, đường dây của nhóm hằng đã bị công an phát hiện và đến ngày 9 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam hằng, khuyên và Khánh. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra. Vài năm trở lại đây, kể từ sau đại dịch Covid-19, khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng suy thoái trầm trọng, người Việt thuộc mọi giới đều tìm mọi cách để ra nước ngoài làm việc, định cư bằng cả những con đường hợp pháp và bất hợp pháp. Và đây là hình người tị nạn tại trại tạm gần biên giới. Gần đây ngày 7 tháng 5, AFA đã công bố một phóng sự dài về hành trình vượt hàng rào biên giới vào Mỹ từ Mexico của người Việt. Theo đó, gần 6.000 người Việt đã luồn lách qua những cánh rừng, những hoang mạc đầy bất trắc gần biên giới đường bộ Mexico để leo rào vào Mỹ một cách bất hợp pháp. Họ đánh cược cả tài sản, tuổi trẻ và tính mạng với hy vọng mơ hồ rằng sẽ được định cư tại Mỹ. AFA cho biết, hầu hết những người di dân Việt Nam muốn vượt hàng rào biên giới vào Mỹ đều nhập cảnh vào Mexico bằng nhiều con đường khác nhau. Đến được Mexico, họ sẽ được tài xế người Mexico chở qua đoạn đường rừng đến hàng rào biên giới với San Diego tại Mỹ. Từ đây, đường dây đưa người sẽ hướng dẫn họ vào Mỹ bằng cách vượt hàng rào biên giới giữa Mexico và San Diego. Sau khi vượt qua biên giới, họ được đưa đến một cơ sở tạm giữ người nhập cư trái phép ở San Diego. Họ sẽ bị cảnh sát biên giới đưa vào cơ sở giam giữ gần San Diego. Ở đây, nhân viên thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ kiểm tra lý lịch và phỏng vấn người di cư. Quá trình làm thủ tục này mất từ 2 đến 7 ngày. Cuối cùng, người di cư sẽ được ra khỏi trại tạm giam và bắt đầu quá trình nộp đơn xin tị nạn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin người Việt giả sư để vào Úc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.